trời ơi, mới tập chạy xe hai bánh mà bị đặt bỏ tay vẫy hả? Chạy như lắc. quay lại, không chạy ra đường nha. Ôi có thiếu chạy xe đạp ghê á. Chắc tay lái lên con đi thẳng một đường. Chạy phải thẳng một đường. Cherry đang học tập chạy xe hai bánh. Đi ô, đợi mẹ đi ô. Rio quay lại đây. Con làm được, nãy con làm được rồi. Mạnh lên. Con sao con làm được. Có nặng đi, con sao hết á. Nãy con làm được rồi. Bây giờ con sẽ làm được. Không cần phải gấp gì hết. Rồi. Đạp luôn, đúng rồi. Ok làm được rồi, tiếp chạy vô trong cổng. Trời, mấy dép với chị dễ thương vậy. Hôm nay đua quá đua.